Hey yo, xin chào các thượng đế, lại là Sunday 420 đây. Hôm nay Sunday muốn giới thiệu đến các thượng đế bật lửa sắt dẹp BL10 với chất liệu sắt không rỉ, kích thước 5 cm, lửa cháy lớn, thiết kế nhỏ gọn và tiện lợi, vừa túi quần sử dụng mọi lúc mọi nơi. Bơm ga trọn đời hoàn toàn miễn phí tại Sunday. Với bật lửa BL10 sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo khi sử dụng bon và tẩu. Mắt nhỏ, hôm nay chỉ cần nghiêng chiếc bật lửa, lửa sẽ cháy to hơn. Đá lửa hoàn toàn có thể thay được. Ngoài việc chiếc bật lửa BL10 này rất đẹp và nó cũng rất lợi hại. Khi hết ga, bạn hoàn toàn có thể bơm ga dưới đáy để lửa cháy to trở lại. Cảm ơn bạn đã xem hết video Sunday 420, tiếp 2 phụ kiện chất nâng tầm mọi trải nghiệm của bạn.